À uh, xin chào mọi người. Uh, uh, đầu tư tài sản, khai thác vận hành tài sản. Uh, bây giờ ở Ocean Park 2 thì uh, cũng nhiều người đang à uh, uh, lo toan rằng là vận hành tài sản một kiến trúc như thế nào. Nhưng căn này thì chắc chắn cho các bạn đem một cái câu chuyện là gì? Uh, sự thần tốc tư duy theo đúng uh, tư duy của Vin. Bạn ấy 30 tháng 5 bạn ấy có nhắn cho mình là em muốn thi công căn này và triển khai ra sao, em định làm hôm nay và đến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn thấy thành quả và mình hy vọng rằng là đây sẽ là một cái điểm đến lý tưởng cho những chuyến uh, du lịch nghỉ dưỡng cho các bạn tại Ocean Park 2 uh, chia sẻ trước là những người bạn thì thường ra là bạn này với mình thì cũng rất là xuất sắc cũng nhớ những kỷ niệm ngày xưa hình như bán trong chỉ có 3 tiếng bán một căn chung cư những bạn khác có khi đôi khi là bạn ấy còn bỏ cọc chỗ khác để uh, biết khi biết đến uh, mình và bạn này thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây Tôi thấy một cái căn này là ở kinh đô 38 nhé diện tích là 75 mét vuông vận hành à, hơi trễ một tí không đạt được cái hiệu quả của cái tổ hợp vui nhưng mà mình nghĩ là cái à, này rất rất đáng để các bạn à, à, cùng cùng để mà nhân rộng mô hình khai thác vận hành tài sản đây căn này chúng ta sẽ thấy rằng là đây bạn ấy bố, bố trí là homestay nhá Đây kiến trúc à, rất là tuyệt vời đúng không phòng này sẽ Uh, tiệm cận cho các bạn đây sự uh, cái không gian rất là rộng để uh, đón tiếp uh, các cái kỳ nghỉ dưỡng với lại đông uh, uh, các cái thành viên trong gia đình hoặc cơ quan đây bé đây uh, đây thì uh, uh, chúng ta sẽ thấy đây trong này không gian chúng ta nếu khi chúng ta đi nổi nghỉ thì chúng ta cũng có một cái không gian này uh, đằng sau thì sẽ thiết kế có một cái bbQ nhé và cái uh, các cái đồ uh, mình nghĩ cũng rất là khá là đẹp Tông màu của bạn đã lựa chọn là tông màu trắng và các cái đèn màu vàng. Thì không gian tầng 1 thì chúng ta lựa, uh, lựa chọn với như này thì uh, chúng ta cũng sẽ có một cái uh, không gian để đón tiếp đến tầm độ khoảng 30 người. Đấy, bắt đầu chúng ta vào đây. Đấy, và bây giờ có một cái uh, bàn này cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên bên trên. Đấy, không gian uh, khi nhận bàn giao thô uh, nó một câu chuyện khác mình cũng đã cô quay nhưng mà đến bây giờ uh, mình thấy rằng là dành cho các bạn kiến trúc À, những cái uh, tác phẩm mà để đi đến khai thác vận hành tài sản tốt nhất. Trên này sẽ có hai phòng ở giữa chúng ta sẽ một không gian chung nếu có sinh hoạt uh, gia đình và các con đi nghỉ uh, du lịch. Đây các bạn sẽ thấy đây phòng này. À, mình uh, thật sự là khi mà nhìn vào đây thì mình thấy rằng là uh, nếu các bạn có đi uh, tân hôn những cái vụ uh, honeymoon thì chắc chắn là mình nghĩ cũng đang là điều rất là tuyệt vời. Là uh, phòng uh, palette khép kín nhá đây, bạn sẽ thấy đây nó là sạch đẹp đúng rồi à, và chúng ta sẽ có một cái phòng bên cạnh này nữa à, thì uh, ở đây là cái kinh đô 3 không số thì uh, sẽ gần cái trung tâm thương mại megamon thì uh, vị trí tài sản mình đánh giá là rất là tuyệt vời nhưng mà cái cạnh này thì mình nghĩ mình phân tích cho các bạn về vận hành khai thác tài sản và các cái đơn vị kiến trúc đây các bạn sẽ thấy đây bạn là uh, bạn đưa những cái khung cảnh rất là đẹp chúng ta sẽ có một cái phòng toilet đây đúng không tông màu trắng chủ đạo trong phòng này chúng ta rất là rộng chúng ta có một cái không gian ngồi và đặc biệt đây chúng ta sẽ thấy đây chỗ này thì uh, hiện tại ấy, thì là cái mà uh, trung tâm thương mại megamon ấy. phía trước là cái cầu uh, cầu sóng thì đã mê, trung tâm thương mại Megamon thì đang đang sắp uh, lấp mặt bằng rồi mình kỳ vọng những điều chủ đầu tư sẽ làm uh, về chuẩn về cái tiến độ thế, bây giờ như thế thì chúng ta ở tầng 2 chúng ta sẽ có hai phòng với cái sự uh, kiến trúc rất là đẹp đúng không? Đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây cực kỳ rộng, đúng không? Một không gian ở giữa này nữa cho cái sinh hoạt mà chúng ta đi theo đoàn hay sinh hoạt gia đình uh, uh, bố mẹ và con cái và đây chúng ta có thể nhiều thế hệ chúng ta có thể lựa chọn được cái căn homestay này bên trên này thì cũng có cái tông màu lại màu trắng nhưng mà sự lựa chọn của cái bức tranh về cái đồ đồ nội thất mình đánh giá là à, hai bạn vợ chồng trẻ này uh, tuyệt vời lắm uh, các bạn đến đây sẽ kết nối được sự giao lưu đội uh, mình thì uh, chơi với nhau và luôn luôn cái cái tầng này thì bạn ấy lại cũng là ấy nhưng mà bạn ấy cái không gian ở giữa này nhỏ lại cái vô hình chung là cái bên trong này này chúng ta sẽ được không gian rộng hơn được hai giường hai giường một ghế đọc sách đây uh, uh, đây bạn ấy uh, thiết kế rất là đẹp đúng chưa đây không gian thì mình đánh giá đây một gia đình và các baby đi du lịch thì rất là tuyệt vời đúng không? Đây bàn trang điểm. Rất là đẹp. Đây, à, rất là tinh tế trong cái kể cả cái từ cái pad wifi. fi à, hôm trước bạn ấy đưa một quyển sách, mình thì hay đọc sách kinh tế. Thế mới lại bất động sản cứ thích ích bao nhiêu lần. Nhưng mà hình như quyển sách này cũng khá hay. Đây, gì đây? Nhất định phải nói yêu anh. Đấy phù hợp cho những bạn vợ chồng trẻ mà những cái đêm uh, tân hôn ở đây chẳng hạn ví dụ như vậy <laughs> rất là đẹp đúng không? mình cũng đi uh, thái đi nghỉ ở Singapore rồi trải nghiệm Singapore, Thái Lan, Malai uh, một số nơi nữa nhưng mà mình đánh giá là nếu như ở Ocean Park 2 này hoặc những cái uh, cái cái homestay này mình đánh giá rất là tuyệt vời ở bên trên này không gian này thì uh, chúng ta nếu mà trong đợt tới các bạn sẽ là hy vọng là sẽ là những khách hàng đầu tiên như sinh nhật tức là các đoàn các đoàn thì chúng ta sẽ bạn ấy set up rất là chuẩn trong từng mét vuông tại đây. Cái không gian này sẽ, sẽ dành cho các bạn nghỉ đoàn. Đấy, những cái tiệc mà kiểu như là tất liên vinh danh hay là hội họp. Đấy thì mình đánh giá cái không gian bạn thiết kế cũng rất là tuyệt vời. Bạn thiết kế này các bạn cứ inbox nhá thì bạn đến đây được trải nghiệm này và bạn sẽ được kết nối với những người bạn thiết kế của mình. Ở chúng ta những người bạn mình đánh giá là Uh, những cô bạn ấy những người uh, những công ty kiến trúc cũng là những uh, thổi hồn và những cái tác phẩm này mình nghĩ rất là tuyệt vời trên này các bạn sẽ nhìn thấy đây hiện tại thì uh, cái trung tâm thương mại Megamall đã và đang uh, uh, sản lấp rồi chúng ta kỳ vọng ở đây phía trước của chúng ta đây uh, một vài bước chân thì các bạn sẽ sang nếu đi thẳng này sẽ sang ca thao Đấy, và đi chéo sang nữa là nằm rơ viên một Megamall quân Hà Nội thì cái địa điểm này chúng ta sẽ luôn nói nếu mà nói về bất động sản và nói về du lịch nghỉ dưỡng Thì bạn sẽ chọn những vị trí mà làm sao cái kết nối để bạn được trải nghiệm nhiều nhất à, Phía trước đây là cái cổng trào của khu kinh đô ánh sáng à, Bạn nhìn thấy đây này Thì chỉ vài bước chân thôi bạn sẽ được dạo chơi trên một cái đại lộ nổi tiếng của nước Pháp à, Những hình tượng thôi nhưng mà cũng là điều tuyệt vời nhất chủ đầu tư VinHome đem đến nơi đây Thì mình hy vọng rằng là qua video muốn chia sẻ với các bạn sự vận hành tài sản cái thứ hai các bạn có nhu cầu nghỉ dưỡng thì ở đây cũng là một câu chuyện của sự tham khảo và chúng ta có những cái giá trị vận dụng và khai thác tài sản thật là tuyệt vời nhất. Thế thì uh, hy vọng là chủ nhà cũng rất là welcome những tình cảm bạn hữu và những người nhất là những người đầu tư hay sở hữu tài sản tại nơi đây. Chúng ta cùng kết nối một môi trường kinh doanh thật là tuyệt vời và những cái kỳ nghỉ dưỡng tái tạo lại sức lao động uh, làm sao mà tốt nhất đem lại cho nhau những cái giá trị tinh thần và cả cái cái không gian sống mà uh, bất cứ ai cũng ước ao, ai cũng mơ ước sau mỗi một cái 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 khung lao giờ lao động vất uh, vả thì chúng ta có những cái đợt kỷ niệm vui vẻ tuyệt vời tại Ocean City với diện tích rộng một hai trăm và điểm chỗ này sẽ là những điểm mình nghĩ là những vị trí hết sức đắc địa để chúng ta sự kết nối một kỳ nghỉ dưỡng để trải nghiệm được hết tất cả những cái dịch vụ tiện ích tại nơi đây và sau kỳ nghỉ chúng ta sẽ có những người bạn hữu thật là tuyệt vời cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại mọi người trong các video sau à, kết nối có thể à, về kiến trúc về vận hành khai thác tài sản và đầu tư hay là một kỳ nghỉ dưỡng. các bạn hãy inbox cho mình bạn mình luôn luôn là welcome cùng chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp nhất tại nơi đây cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại mọi người trong các video sau